Cô xin chào tất cả các em học sinh khối lớp 5 thân yêu của cô. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Lộ Thị Thanh, giáo viên của trường tiểu học B Phú Hưng, huyện Phú Tân, An Giang. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học môn toán. Bây giờ các em hãy chuẩn bị cho cô sách giáo khoa toán 5, sách bài tập toán hoặc là vở ô ly, viết, khớp, phấn và bảng con. Các em lưu ý cho cô là các em nên lựa chọn cái nơi ngoài học thoáng mát, có đầy đủ ánh sáng. Và lưu ý cái tư thế ngồi các em nhé, các em ngồi cho ngay ngắn, thẳng. Các em ngồi chưa nè? Bây giờ các em hãy chuẩn bị cho cô đi nào. Các em đã chuẩn bị xong rồi phải không? Bây giờ chúng ta cùng học nhé. Trước khi vào bài mới, cô sẽ kiểm tra lại xem các em có nắm được cách chuyển hỗn số thành phân số không nha. Bây giờ các em hãy chuyển cho cô hai hỗn số sau thành phân số. Hỗn số thứ nhất 2 và 2 phần 5. Hỗn số thứ hai 3 và 1 phần 6. Các em hãy làm vào vỏ ô ly, thời gian là khoảng 2 phút, sau đó sẽ đối chiếu kết quả lại với cô. Các em làm đi nào. Rồi, bây giờ các em đối chiếu kết quả lại cùng cô nhé. Ở hỗn số thứ nhất, 2 và 2 phần 5, chúng ta chuyển là thành phân số là bằng 12 phần 5. Các em có nắm được cách làm chưa nè? Để cô nhắc lại ha. Ta lấy phần nguyên là 2 nhân với mẫu số là 5 cộng với tử số là 2. Thì ta được cái tử số là 12, còn mẫu số thì chúng ta là 5, chúng ta giữ nguyên. Các em xem về kết quả bài làm của mình có giống của cô không nhé. Ở cái hỗn số thứ 2, 3 và 1 phần 6 thì chúng ta chuyển thành phân số là bằng 19 phần 6. Cách làm tương tự. Các em xem lại bài làm của mình cùng nhớ bài làm của cô nhé. Các em chắc làm đúng hết phải không? Cô có lời khen các em nghe. Bạn nào còn mơ hồ thì xem kỹ lại cách làm trên màn hình một lần nữa các em nhé. Để củng cố lại kỹ năng chuyển hỗn số thành phân số, so sánh hai hỗn số và kỹ năng tính toán, cô và các em cùng làm các bài tập của tiết luyện tập ngày hôm nay, tiết một của tuần 3. Các em hãy mở sách giáo khoa ra trang 14 cho cô. Ở tiết học này, cô và các em sẽ cùng làm các bài tập số 1, 2 ý đầu, bài 2, ý A và ý D và bài tập số 3. Các em gõ chữ nè. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu bài tập số 1 các em nhé. Các em hãy đọc yêu cầu bài tập cùng cô nè. Bài tập số 1, chuyển các hỗn số sau thành phân số. Ở bài tập số 1 này chúng ta làm hai cái hỗn số. Hỗn số thứ nhất, 2 và 3 phần 5. Hỗn số thứ hai 5 và 4 phần 9.
Trước khi chuyển hỗn số thành phân số, thì các em hãy nhớ và nêu lại cho cô cách chuyển hỗn số thành phân số ta làm như thế nào. Muốn chuyển hỗn số thành phân số, ta lấy phần nguyên nhân với mẫu số rồi cộng với tử số ở phần phân số để làm tử số. Mẫu số của phân số bằng với mẫu số ở phần phân số. Các em rõ chưa nè? Bây giờ các em hãy làm vào vở ô ly hoặc là vào sách bài tập toán, thời gian khoảng 2 phút, sau đó sẽ đối chiếu kết quả lại với cô. Các em làm bài đi nào. Rồi các em xem đối chiếu kết quả lại với cô nhé. Ở hỗn số thứ nhất, 2 và 3 phần 5, chúng ta chuyển lại thành phân số là bằng 13 phần 5. Các em xem lại cách chuyển của mình có giống với cái cách chuyển của cô hay là không. Rồi còn hỗn số thứ hai, 5 và 4 phần 9, thì cô chuyển lại thành phân số là 4 bằng 49 phần 9. Vậy có bao nhiêu bạn làm đúng hết cả hai bài nè? Bạn nào làm đúng hết cả hai bài cô có lời khen nha. Thì qua hai bài làm trên thì các em đã nắm vững được cách chuyển hỗn số thành phân số chưa? Cô tin là các em đã nắm vững cách chuyển hỗn số thành phân số rồi phải không? Các bài tập còn lại các em có thể làm sao các em nhé. Bây giờ cô và các em sẽ qua bài tập số 2. Ở bài 2 yêu cầu chúng ta so sánh các hỗn số. Ở bài 2 này chúng ta làm hai bài tập, đó là bài A và bài B. Ở bài A thì chúng ta so sánh hỗn số 3 và 9 phần 10 sẽ như thế nào so với hỗn số 2 và 9 phần 10. Còn ở bài B, 3 và 4 phần 10 sẽ như thế nào so với 3 và 2 phần 5. Khi so sánh hai hỗn số thì chúng ta cần so sánh những gì? Các em lưu ý cho cô phần nguyên và phần phân số của mỗi hỗn số các em nhé. Vậy chúng ta sẽ điền dấu gì vào đây các em? Các em suy nghĩ cho cô thời gian khoảng 2 phút. Các em điền dấu vào bảng con của mình. Rồi sau đó sẽ đối chiếu kết quả lại với cô. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Thời gian suy nghĩ đã hết. Cô muốn biết xem kết quả suy nghĩ của các em có giống kết quả suy nghĩ của cô không nha.
ở bài A, hỗn số 3 và 9 phần 10 sẽ như thế nào so với 2 và 9 phần 10? Chúng ta điền vào dấu gì nè các em? Chúng ta điền vào dấu lớn. Các em có biết vì sao chúng ta điền vào dấu lớn không? Chắc là nhiều bạn biết lắm phải không? Các em thấy ở hai hỗn số này chúng ta thấy phần phân số là 9 phần 10 nó bằng nhau thì chúng ta so sánh phần nguyên. 3 lớn hơn 2 cho nên hỗn số 3 và 9 phần 10 lớn hơn hỗn số 2 và 9 phần 10. Còn bài làm của các em thì sao? Rồi, chúng ta qua bài D các em nhé. Ở bài D thì chúng ta điền vào dấu gì nè? Ta điền vào dấu bằng. Có bạn nào giải thích giùm cô xem vì sao chúng ta điền vào dấu bằng không? Các em thấy ở bài D phần nguyên là 3 bằng nhau thì chúng ta đi so sánh phần phân số. Mà 4 phần 10 thì chúng ta rút gọn lại bằng 2 phần 5. Nên hỗn số 3 và 4 phần 10 sẽ bằng với hỗn số 3 và 2 phần 5. Vậy, muốn so sánh hai hỗn số thì các em cần phải so sánh phần nguyên trước. Nếu như phần nguyên nào lớn hơn thì hỗn số đó lớn hơn. Còn nếu như phần nguyên bằng nhau thì chúng ta so sánh phần phân số các em nhé. Các em rõ chưa nè? Bài tập B và bài tập C các em có thể tự so sánh nha các em. Bây giờ chúng ta sẽ qua bài tập số 3. Các em đọc yêu cầu đề bài cùng cô nhé. Bài tập số 3, chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính. Ở bài tập này, rèn chúng ta kỹ năng tính toán về phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia hai phân số. Vậy muốn tính được thì các em cần phải chuyển hỗn số ra thành phân số rồi chúng ta mới tính được. Các em rõ chưa nè? Bây giờ các em hãy tự làm vào vở bài tập hoặc là vở ô ly. Thời gian khoảng từ 3 đến 5 phút, rồi sau đó sẽ đối chiếu kết quả lại với cô. Bây giờ các em làm đi nào.
Chắc các em đã làm bài xong rồi phải không? Cùng đối chiếu kết quả lại với cô nha. Ở bài tập A, chúng ta hỗn số 1 và 1 phần 2 cộng với hỗn số 1 và 1 phần 3 thì trước tiên chúng ta chuyển lại thành phân số. Thì chúng ta chuyển lại là bằng 3 phần 2 cộng với 4 phần 3. Các em thấy hai phân số này nó khác mẫu số thì chúng ta cần phải quy đồng. Vậy quy đồng được 9 phần 6 cộng với 8 phần 6. Vậy mẫu số giống nhau thì chúng ta giữ nguyên mẫu số. Vậy chúng ta cộng hai cái tử số lại nó là bằng 17 phần 6. Các em xem lại bài làm của mình có giống bài làm của cô không? Rồi, bây giờ cô trò chúng ta qua bài B các em nhé. Ở bài B, 2 và 2 phần 3 trừ đi 1 và 4 phần 7. Thì cũng tương tự chúng ta cũng chuyển thành phân số. À, chúng ta chuyển được là 8 phần 3 trừ đi cho 11 phần 7. Thì chúng ta tiếp tục quy đồng nữa. À, thì chúng ta quy đồng thì chúng ta bằng 56 phần 21 trừ cho 33 phần 21. Thì chúng ta bằng 23 phần 21. Kết quả bài làm của các em như thế nào? Chắc là đúng phải không nè? Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục qua bài C các em nhé. Ở bài C là phép tính nhân. Vậy chúng ta có hỗn số là 2 và 2 phần 3 nhân với 5 và 1 phần 4. Thì cũng tương tự chúng ta chuyển lại thành phân số. Đó là 8 phần 3 nhân với 21 phần 4. Vậy ở phép tính nhân thì các em có nhớ không nè? Muốn nhân hai phân số thì chúng ta tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. Chắc em nhớ phải không? À, vậy 8 nhân với 21, 3 nhân với 4. À, vậy chúng ta bằng là 168 bằng 12. Thì chúng ta chia ra rút gọn lại là bằng 14. À, kết quả của các em có giống kết quả bài làm của cô không? Rồi, bây giờ chúng ta qua bài cuối cùng, bài D các em nhé. Ở bài D, 1 và 1 phần 2 chia cho 2 và 1 phần 4. À, chúng ta cũng chuyển thành phân số là 7 phần 2 chia cho 9 phần 4. À, các bạn còn nhớ phép tính chia chúng ta làm là phép tính gì không nè? À, phép tính chia chúng ta sẽ làm là phép tính nhân với điều kiện là phân số thứ hai phải đảo ngược lại, phải không nè? Vậy chúng ta lấy 7 phần 2 chúng ta nhân với 4 phần 9 thì chúng ta bằng 28 phần 18, rồi sau đó chúng ta rút gọn là bằng 14 phần 9. Các em xem lại bài làm của mình có giống kết quả bài làm của cô không nha? Vậy có bao nhiêu bạn làm đúng hết cả 4 bài nè? Bạn nào làm đúng hết cả 4 bài, cô có lời khen nha. Bạn nào còn nhầm lẫn, tính chưa đúng thì xem lại một lần nữa các em nhé. Qua tiết học này, các em có nắm vững được cách chuyển hỗn số thành phân số chưa? Vậy các em hãy nhắc lại cho cô, muốn chuyển hỗn số thành phân số ta làm như thế nào? Các em hãy đọc lại cái ghi nhớ một lần nữa cùng cô để khắc sâu kiến thức cho chúng ta các em nhé. À, muốn chuyển hỗn số thành phân số, ta lấy phần nguyên nhân với mẫu số rồi cộng với tử số ở phần phân số để làm tử số. Mẫu số của phân số bằng với mẫu số ở phần phân số. Các em đã nhớ chưa nè? Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em nhớ xem lại bài và làm các bài tập còn lại. Các em cũng xem trước cái bài luận tập trung để biết sau chúng ta học tốt hơn các em nhé. À, cuối cùng, cô chúc các em học tập tốt, vui, khỏe, hạnh phúc bên người thân và gia đình của mình. Cô chào tạm biệt các em.